Chào các bạn, hiện nay thì miền Bắc của chúng ta đang trải qua một đợt nắng nóng. Và với cái nắng nóng này thì chúng ta nên sử dụng đồ uống gì vừa tốt cho sức khỏe cũng như là đánh tan cơn khát của mùa hè. Thì ngày hôm nay Cường xin được chia sẻ với các bạn một món đồ uống với tác dụng như vậy. Và món đồ uống ngày hôm nay Cường muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là món chanh tuyết. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Pha chế Nguyên vị. Mình là Cường và mình đến từ Nguyên vị. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món chanh tuyết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là hai quả chanh. Chúng ta sẽ cắt đôi ra. Và mỗi quả thì chúng ta cắt một lát để chút nữa chúng ta sẽ để co. Chúng ta sẽ sử dụng dụng cụ vắt chanh. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng 1/2 quả chanh. Lấy vỏ. Và chúng ta thái nhỏ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lấy nguyên liệu. Chúng ta sẽ sử dụng đường nước. Và đường nước thì chúng ta sẽ sử dụng là 50ml. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng là sữa đặc. Và sữa đặc thì chúng ta sẽ sử dụng là 20ml. Nguyên liệu tiếp theo chúng ta sẽ dùng bột mix. Bột mix thì chúng ta sẽ sử dụng là 20g. Đường cát chúng ta sẽ sử dụng là 10g. Và cuối cùng là đá. Đá của món chanh tuyết thì chúng ta sẽ sử dụng là đá già. Và chúng ta sẽ lấy là 300g. Sau khi lấy được toàn bộ nguyên liệu vào cối thì chúng ta sẽ đưa lên máy xay. Và chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên đó là phá đá. Chúng ta phá từ 3 đến 5 lần. Sau khi xay xong thì chúng ta sẽ thực hiện trình bày ra cốc. Để có 2 lát chanh. Vừa rồi là toàn bộ nội dung video Cường chia sẻ với các bạn cách làm chi tiết của món chanh tuyết. Món đồ uống vô cùng là dễ thực hiện. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới để Cường giải đáp những băn khoăn thắc mắc của các bạn. Và hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Pha chế Nguyên vị tiếp tục cập nhật thông tin và đón chờ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.